Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email Lò Văn Củi 3, 2, 2018 anh 53 gác ngồi. Giàu thiệt là giàu. Anh 7 thọt hỏi, có chuyện gì vậy anh 5, thế? Thảm quá vậy. Anh 5 lắc lắc đầu, không buồn đáp, vẻ vẫn nghĩ ngợi mông. Lung, ông 2 xích lô hỏi đùa, thất tình con nhỏ nào hả 5? Bình. Thường chắc chắn anh 5 bật cười, nhưng lúc này thì không, anh càng giàu hơn. Ông thầy giáo nói nhỏ nhẹ, có chi giải bày với anh em, chú bác. Cho nhẹ lòng, càng giữ càng nặng lòng. Anh 5 mới mếu máo, dạ, con. Mất đứa em rồi. Bà con cô bác hoảng hồn, hỏi dồn, sao? Nó bị làm. Sao? Trời! Sao không nói sớm, để bà con cô bác phụ được gì thì phụ. Một tay, bây giờ tính sao? Lo hậu sự như thế nào rồi? Anh nắm gãi. Đầu, dạ, không có lo hậu sự. Nó chưa chết nhưng coi như đã mất. Nó, không còn là đứa em nữa. Nó vừa vô đảng. Ông hai ngã người mạnh. Vô vách, thở phì, cái thằng, làm hết hồn hết vía. Nó vô đảng thì. Ngon chớ sao, tự hào chớ sao. Dạ, tự cái gì mà tự, tự háo. Sắc láo thì có, còn con muốn tự tử đây. Ê, đừng nói bậy nghen. Nói rõ coi. Dạ, hồi nhỏ nó là đứa dễ thương lắm, ngoan hiền lễ. Phép, ai cũng cưng cũng thương hết biết. Rồi từ ngày nó vô đoàn thanh niên. Thanh niết chi đó, bắt đầu sắc sắc ra. Gia đình thì lo cái ăn muốn. Mệt xỉu nên cũng không để ý lắm, không nghĩ tới nơi tới chốn, cứ nghĩ. Lứa tuổi dậy thì, bồng bột đó cũng là cái tội. Tới khi nó là đối tượng đảng thì không cản ngăn được. Nó vô đảng thì thôi rồi. Mặt nó vênh váo, kêu ngạo. Người lớn người nhỏ trong gia đình với nó bây giờ không là gì cả. Nó coi như ngang hàng. Nó cứ nói trọng không, y như đồng chí của nó trong các cuộc họp vậy. Thì tất cả bà con cô bác cũng chẳng khác gì. Nó được thăng quan tiến chức và làm theo ý mình. Ý độc đoán của nó vẫn là số 1, chỉ có đúng chứ không có sai. Nó càng ngỗ ngáo hơn với bà con cô bác tới có việc cần nó, càng vênh váo hơn với cấp dưới nhưng lại luồn quấy với cấp trên, còng lưng dạ thưa với chỉ. Thì ở cơ quan nó họp hành triển miên, phê và tự phê, phê bình tới mức phải gọi là mạt sát đồng nghiệp, về nhà chưa hả dạ, nó moi móc. Điều này điều kia không ưng ý nó ra mà đay nghiến rồi nhìn đó đây. Bao nhiêu kẻ tham nhũng, nhũng nhiễu, bè phái đều là quan chức, mà đã quan chức thì có đảng mới làm được, mới trèo cao được. Rồi đây nó cũng sẽ như vậy, trèo cao té đau, cánh cửa nhà đã hiển hiện trước mặt nó. Nếu không thì nó cũng thành kẻ gian tà, tham độc. Thế hệ con nó tiếp nối như thế nào đây? Tan nát hết rồi. Bà con cô bác chỉ biết thở dài. Thông cảm cho anh Năm. Sự việc rành rành chứ anh Năm có nói quá chút nào đâu. Ông thầy giáo chặt lưỡi, đúng là tan nát da can trước nhức. Rồi đó là tấm gương, một tấm gương sức mẻ, dạng nước biến gương mặt người thành gương mặt quỷ quyệt, nên xã hội cũng tan nát theo. Một sự thành công của đảng, để đảng độc tôn, nhưng khốn cùng cho dân chúng. Anh Năm mệt mỏi. Ước gì con không thấy dòng chữ tự hào đã đứng trong hàng ngũ của đảng, của nó. Capizai tiếng dân Tuyết xe không cộng một pin chip không.